Xin chào quý khán giả Keona TV. Tuần lễ thứ ba tháng 2 năm 2021, nhà báo Phạm Trần viết bài Tư tưởng Đảng đã lâm nguy. Trần Viên Luật thuật Keona TV thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã phải dằn mặt đảng viên tới 2 lần trong vòng 1 tháng. Trước và ngày họp chính thức của Đảng Đại hội khóa thứ 13 ngày 26 tháng Giêng năm 2021 rằng không cho phép ai được ngã nghiện dao động mà phải thật sự vững vàng kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì đó là vấn đề sống còn đối với chế độ tại sao thế có nhiều lý do trọng chất nhưng cơ bản là từ bản chất tham ô quyền lực bảo thủ giáo điều và lạc hậu nên tư duy đổi mới của lãnh đạo đã tàn lụi đảng sợ đổi mới chính trị không chấp nhận có đảng đối lập, không dám tổ chức tranh cử và bầu cử tự do và cấm dân ra báo vì đảng sợ mất quyền độc tôn lãnh đạo. Chính vì sợ mất quyền và mất ăn nên tuyên giáo đảng hội đồng lý luận trung ương và hai tạp chí cộng sản và tuyên giáo đã hợp đồng với báo quân đội nhân dân và nhân dân để ra sức chống những chỉ trích độc tài phi dân chủ của các mạng báo xã hội và cá nhân đấu tranh trong và ngoài Việt Nam. Đảng gọi những người đòi dân chủ tự do và quyền được lên tiếng là những phần tử bất mãn, cơ hội và phản động, phải nhạt lý tưởng hay bị các thế lực thù địch mua chuộc. Nhưng Đảng không thể phủ nhận phong trào đấu tranh trên mặt tư tưởng giữa một bên tìm một cách bảo vệ chủ nghĩa cộng sản và quyền cai trị độc tài và một bên là lực lượng dân chủ đòi dân chủ và tự do đã ảnh hưởng sâu rộng đến hàng ngũ đảng viên. Vậy hàng ngũ cán bộ đã bị suy thoái tư tưởng và tự diễn biến, tự chuyển hóa không? Thừa cuối cùng thì tình trạng quay lưng chống đảng của cán bộ đảng viên cũng đã hiện ra trong kết luận thừa nhận của báo Hà Nội mới rằng những hiện tượng trên đã gây ra hàng loạt hệ lụy nguy hiểm nhất là hiện tượng trở cờ ở một số không nhỏ cán bộ đảng viên bởi đã dao động, đã ngã nghiêng, mất niềm tin nên họ nhìn chế độ, nhìn xã hội và tương lai đi tới của một chế độ xã hội ta toàn một màu đèn tối. Để rồi lớn tiếng cao giọng phản bác, nổi xấu, vu khống trên mạng xã hội xuyên tạc tình hình trong nước khi trả lời báo chí nước ngoài. Một số mượn danh trí thức nhà khoa học phê phán nền tảng tư tưởng và chủ nghĩa Mark Lenin xây dựng chế độ dân chủ Tây Phương, thúc đẩy xã hội dân sự, vân vân. Reese... Bên cạnh đó, có không ít những cán bộ đảng viên đỏ vỏ xanh lòng, thiếu bản lĩnh và quyết tâm đấu tranh với mục tiêu không hoặc cố tình không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai đâu là tiêu cực đâu là tích cực thay vì thẳng thắn phê bình đến nơi đến trốn thì họ im lặng chọn cách mũ nhi che tay việc ai không biết để rồi ra khỏi cuộc họp đổi lấy cái tiếng người hiền lành người thương anh em báo đầy mách nước chỉ có tăng cường kiểm tra giám sát cá nhân tập thể đúng quy trình quy định, tránh làm tắt, làm lấy lệ, làm hình thức, nội dung kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ cá nhân, tập thể mới có thể tìm ra những cái kim được che giấu kỹ lưỡng. Như vậy thì đã có một số phận không nhỏ, bao gồm những người làm báo, dân thường, chỉ thức và cán bộ đảng viên phải chăng đã quay lưng chống đảng? hay họ mới chỉ sổ toẹt với cái mớ tư tưởng mát lê ninh và tư tưởng cộng sản hồ chí minh đã lỗi thời và lạc hậu trân trọng kính chào trần việt carolina tv